Đây là bài 11 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của Hội quán Tam Thế. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bạn thì sao? Nǐ nè? Uống cà phê. Hē cà phê. Đi bưu điện. Chuyển yếu chú. Tôi đi đây. Wǒ zǒu lǎo. Hôm nay thứ mấy? Jìn tiān xīng qī jǐ. Thứ ba. Xīng qī èr. Một. Yī. Hai. Er. Ba. San. Có đi ngân hàng hay không? Chuy bú chuy yến kháng. Về trường. Huế chuyến xẻo. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ biết. Chí đào. Chí. Chí. Đào. Đào. Chí đào. Chí đào. Trong đó từ đào ở đây là thanh nhẹ, đọc nghiêng về thanh gốc của nó là thanh bốn. Hãy nhắc lại biết. Chí đào. Chí đào. Biết hay không biết, hãy nghe và nhắc lại. Chí bù chí đào. Chí bù chí đào. Anh biết không? Nǐ zhì dào ma? Nǐ zhì dào ma? Anh biết ngân hàng ở đâu không? Nǐ zhì dào yín háng zài nǎ ma? Nǐ zhì dào yín háng zài nǎ ma? Anh biết bưu điện ở đâu không? Nǐ zhì dào yǒu jú zài nǎ ma? Nǐ zhì dào yǒu jú zài nǎ ma? Bạn biết hôm nay thứ mấy không? Nǐ zhì dào jìn tiān xīng qī jǐ ma? Nǐ zhì dào jìn tiān xīng qī jǐ ma? Bạn biết mai thứ mấy không? Nǐ zhì dào míng tiān xīng qī jǐ ma? Nǐ zhì dào míng tiān xīng qī jǐ ma? Bạn có biết hay không? Nǐ zhì bù zhì dào? Nǐ zhì bù zhì dào? Bạn có biết tiếng Trung rất khó hay không? Nguyên văn là: Bạn có biết hay không tiếng Trung rất khó? Nǐ zhì bù zhì dào hàn yú hěn nán? Nǐ zhì bù zhì dào hàn yú hěn nán? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ Thiên An Môn. Thiên An Mến. Thiên. Thiên. An. An. Mến. Mến. Thiên An Mến. Thiên An Mến. Đây là tên quảng trường trung tâm ở thủ đô Bắc Kinh. Hãy nhắc lại Thiên An Môn. Thiên An Mến. Thiên An Mến. Đi đến Thiên An Môn.
去天安门，去天安门。Bạn có đi Thiên An Môn không? 你去不去天安门？你去不去天安门？Mình không đi Thiên An Môn. 我不去天安门。我不去天安门。Bạn có đang ở Thiên An Môn không? 你在不在天安门？你在不在天安门？ Mình không ở Thiên An Môn. 我不在天安门。我不在天安门。天安门 ở đâu? 天安门在哪儿？天安门在哪儿？Bạn biết Thiên An Môn ở đâu không? 你知道天安门在哪儿吗？你知道天安门在哪儿吗？ Bạn biết hay không biết? 你知不知道？你知不知道？Bạn biết Thiên An Môn hay không? 你知不知道天安门？你知不知道天安门？ Mình biết. 我知道。我知道。Bài học này đến đây là hết.